HCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Khác với hàng năm thường mở rộng số đội, có năm lên tới 8 đội tham dự. Năm nay, do dịch bệnh nên giải tiền V-League sẽ chỉ có sự góp mặt của 4 đội bóng. 3 đội bóng khách mời sẽ là Hải Phòng, Nam Định, Quảng Nam cùng với đội chủ nhà Vietnam FC. Mùa giải mới các câu bộ hầu như họ đều có thay đổi rất là nhiều. Hôm nay chúng tôi phải vào thi đấu để chúng tôi biết con người lực lượng của các đội bóng như nào thôi, chứ còn để tìm hiểu thì bây giờ cũng rất là khó. Tại vì những cái thông tin hầu như là các đội bóng hầu như toàn tập luyện kín. Và trong cái thời điểm dịch Covid này thì không có ít có được cái thông tin để với cả các đội bóng. Quan trọng nhất là để thi đấu để biết lực lượng của họ cũng như cái cách chơi của các đội thôi. Cặp đôi Giovane và Pero đã chơi cực hay trong hai trận giao hữu của Vietnam FC gặp Thanh Hóa và Hải Phòng mới đây. Sức mạnh và sự ăn ý của bộ đôi này sẽ tiếp tục được kiểm chứng tại giải tiền V-League do Trung tâm Thể thao Vietnam đăng cai tổ chức. Đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng hiện tại vẫn chưa đầy đủ quân số, nhưng các ngoại binh đã có mặt đầy đủ khi Zaha và Kaiki đều đã tham gia tập luyện sau khi hết cách ly vì trở về quê hương. Thì cái vị trí mà chúng tôi quan tâm tăng cường là cái vị trí đá tự tạo tự do, nhưng mà chọn Giovanni thì đây đều là cầu thủ đã tăng cường của đây là cái vị trí mà chúng tôi thiếu trong những cái mùa giải vừa qua. Thì đây cái vị trí tăng cường này cũng rất là bổ sung rất là tốt cho câu bộ Việt Theo. Đây là hai bạn này họ chơi với nhau rất là lý từ hồi còn ở câu bộ Sài Gòn cơ. Thật ra thì trong hai cái trận đấu mà chúng tôi thi đấu với Hải Phòng và Thanh Hóa ấy, thì hầu như cái lượng chúng tôi hầu như là lượng cầu thủ trẻ hoặc là ít đá thì chúng tôi để thi đấu, nhưng mà tôi nghĩ các bạn trong hai trận đấu đó các bạn cũng đã thể hiện được đúng cái khả năng cũng như là yêu cầu cái cách chơi của ban huấn luyện đề ra, chúng tôi cũng có cái kết quả khá là tốt trong hai trận đấu rồi. 4 cầu thủ kỳ cựu đã chia tay đội bóng, trong khi đó một loạt cầu thủ trẻ sinh năm 1999 được đôn lên đội 1 cũng sẽ cố gắng ghi điểm trong mắt ban huấn luyện đội bóng để tìm kiếm cơ hội. Nói chung là Đức Chiến thì vẫn chưa tập căng được cùng ấy, mà Khắc Ngọc thì tôi nghĩ cũng dần cũng để phục hồi được cái chấn thương. Thì trong trận đấu qua thì tôi cũng sử dụng Khắc Ngọc một ít thời gian, nhưng mà tôi nghĩ cái độ được phục hồi của Khắc Ngọc cũng sẽ khoảng 80-90%, chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, đặc biệt là cái nền tảng thể lực. Thì thật ra là 4 cầu thủ mà nghỉ rồi đang cầu thủ rất có kinh nghiệm, đặc biệt là cũng đóng góp rất nhiều vào cái sức vô địch của Viettel năm 2020. Nhưng mà tôi nghĩ các cầu thủ trẻ mà khi được tạo cơ hội thì các bạn ấy sẽ biết nắm lấy cái cơ hội, và tôi nghĩ các bạn sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của huấn luyện viên đề ra. Quan trọng là các bạn ấy chỉ có là thiếu cái kinh nghiệm thôi, chứ còn cái về năm nay sức khỏe và cái linh nhiệt tình tôi nghĩ các bạn là có thừa. Một giải đấu giao hữu nhưng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đặt ra một mục tiêu rất lớn. Quan trọng nhất bây giờ tôi đang muốn là xây dựng lại cái lối chơi lại cho câu bộ Viettel, và trong những thời điểm này vào trong cái đặc biệt là cái trận đấu ở mùa giải đấy, giải tiền V-League đấy, chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện được cái yêu cầu triết lý của câu bộ đề ra để cho các bạn phải thực hiện để chuẩn bị cho cái mùa giải sắp tới. Giải tiền V-League cũng giúp các cầu thủ làm quen với cảm giác thi đấu trước khi bước vào mùa giải mới 2022. Giải sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1 năm 2022. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.